Mình vừa đổ cái xì dầu mận ra cái lọ này. Nhìn này, rất là đặc, mẹ sền sệt này. Kiểu đặc sền sệt đấy, quả ngon ấy, màu sắc này rất là đẹp. Bây giờ các bạn cùng tiến hành với mình nhé. Hôm nay mình sẽ làm tí xì dầu mận ạ. Để mình dùng để thỉnh thoảng mình uống nước trái cây ấy, lá bào, lá bía thì mình cho cái xì dầu mận vào. Xì dầu mận ăn uống rất là ngon mà lại màu sắc lại đẹp ấy. Trước tiên là mình sẽ rửa mận sạch đã. Bạn cho mình một thìa muối trắng vào. Bạn ngâm mận khoảng nửa tiếng nhá, cho mận của chúng ta vào sạch hết những cái con ấu trùng, những con vi khuẩn bẩn nó bám trên cái vỏ của mận nhá. Ngâm khoảng nửa tiếng, từ ít nhất là 15 phút ạ. Sau đó các bạn đi rửa thật sạch và để ráo nước cho mình nhá. Làm xì dầu mận này thì rất là đơn giản thôi. Rửa sạch nhé, nhất là cái con cuống này, nó rất là mặn. Vì mình thấy uống nước trái cây ấy, nhất là đá bào ấy, khi mà chúng ta ăn đồ nóng, chúng ta làm một cốc đá bào sau cho cái xì dầu mận này lên ấy, thì nó rất là hấp dẫn. Cho nên hôm nay mình muốn làm cái xì dầu này nó đặc một chút, thì mình cho đường nó nhiều hơn ấy. Thì mình sẽ có cốc xì dầu nó đặc hơn, ngon hơn ạ. Ở đây mình dùng nửa cân mận này, thì mình dùng với 400g đường để cho cái xì dầu của chúng ta nó đặc hơn nhé. Hoặc là 500g đường càng tốt, để nó càng đặc hơn đấy. Còn nếu không thì các bạn dùng từ 300 đến 500g đường với nửa cân mận cho mình nhé. Cũng phải ngâm với đường khoảng 2 ngày cho nó ra hết cái nước trong mận ra. Sau đó mình mới đi nấu thành xì dầu. Kệ thật sạch để cho vỏ nó rất là bật. Chọn mận thì các bạn chọn những quả mận này, nó vẫn còn cứng này, vỏ nó căng này, và quả thì to này, thì là những quả mận thu hoạch ngon nhất. Nhất là mận phải còn tươi nhé. Rồi bây giờ mình sẽ mang cái ngâm này khoảng nửa tiếng nhé. Sau khi ngâm được nửa tiếng rồi, bây giờ mình đi rửa thật sạch nhé. Sau khi mà rửa sạch mận xong, các bạn có thể tráng qua với nước đun sôi để nguội, hoặc là các bạn để cho mận nó khô tự nhiên nhé. Đây mình tráng với nước đun sôi để nguội để mình làm luôn. Những cái quả mận nó bị rám một chút thì các bạn cắt đi nhé, phần rám đi, và cái cuống này bỏ đi. Cuống nó rất là nhiều vi khuẩn, các bạn bỏ đi nhé. Rồi sau đó các bạn khía cho mình, khía để cho cái nước mận nó ra hết nhé, cái nước nó bên trong mận nó ra hết nhé. Khía ra như vậy, các bạn cho vào cái bình này. Như trước khi cho thì mình phải cho một lớp đường ở dưới dạ đáy ấy nhé, để cho nó nhanh tan nhé. Cứ cho làm sao đủ 400g, 500g đường, cứ các lớp đường xen kẽ nhau như thế nhé. Một lớp đường ở dưới đáy này, bây giờ cho một lớp mặn lên trên này. Cứ như vậy cho đến hết. Ngâm 2 ngày nhá, cho cái nước trong cái mận này nó ra hết này. Đấy, các bạn cứ khía như mình. Khía như vậy. Khía như vậy thì nó mới nhanh ra cái nước đường bên trong ấy, và bỏ cuống đi. Cũng không cần phải gọt vỏ đâu, vì mình chỉ lấy cái nước mận nó ra thôi ấy. Còn cái quả mận thì làm xì dầu mận mà. Còn cái quả mận này thì khi nó teo đi hết rồi ấy, thì các bạn có thể ăn, hoặc là các bạn làm mứt mận.
chia như vậy nhé. Mận rất là mọng, rất là tươi, rất là ngon. Cái quan trọng nhất là lúc mà các bạn rửa với nước muối loãng nhé, để cho nó sạch hết những cái bẩn. Và nếu có những con ấu trùng, con sâu bám trên vỏ mận mà mắt thường không nhìn thấy ấy, thì nó cũng chết hết rồi. Và nó cũng mình rửa sạch nó cũng đi hết ấy. Cái cắt này đến hết nhé. Khi được một lớp mặn rồi này, các bạn lại cho thêm một lớp đường này này. Vì sau khi xơ dâu này cho mình cần đun cái nước đường nó ra ấy. Nếu đường nó không tan được hết thì khi mình đun thì nó cũng tan chảy hết ấy. Cho nên các bạn không ngon là cho nhiều đường quá nhé. Vì mình nhấn mạnh là siro thì phải mạnh ngọt. Vì khi mà mình làm đá bào ấy, hoặc là làm các loại trái cây mình cho siro vào ấy, thì siro nó đặc và chỉ cho vài thìa nhỏ thôi. Cho nên nó phải đặc và nó phải ngọt thì cốc đá bào chúng ta mới ngon ấy. Mình làm thì chủ yếu để mình làm đá bào thôi. Khi mà hết thành mùa mận thì mình vẫn còn nước siro. Còn làm kem thì các bạn cho ít siro này vào tạo cái màu quá. Cho tiếp tục lớp đường phủ lên. Nó sẽ đủ từ 400 đến 500 gram được. Lượng đường tương đương với lượng mặn. Bây giờ chỉ cần đậy vung lại và để trong 2 ngày là được nhé. Đậy vung lại để trong 2 ngày nó sẽ tan hết cái đường này đi và cái nước mặn nó ra hết. Lúc đó mình sẽ chắc lấy cái nước để bỏ hết cái mặn đi. Và mình hay mình đi đun cái nước này để cho nó keo lại thành si rô nhé. Để đợi 2 ngày sau là được nhé. Mặn sau khi ngâm được rồi, giờ mình sẽ đi đun cái nước này nhé để thành siro nhá. Quả mận nó teo hết rồi, nước trong mận nó ra hết rồi. Các bạn cứ đổ cả quả mận vào nhé, để khi mình đun còn ít đường chất lỏng vào nước đường, nước mận nào nó ra hết đấy. Đun này, đun cho nó keo. Ban đầu cứ cho nở khá một chút để cho nó tan hết đường còn lại, sau đó cho nở nhỏ dần, đun cho nó keo lại. Đun một lúc nữa để cho cái quả nước đường này còn hết màu mà nước chua vào trong cái quả mận này nó ra hết. Nếu mà các bạn cảm thấy quả mận không còn cái gì thì các bạn bỏ luôn đi cũng được. Như mình thì mình cứ đun thêm một chút. Đun một lúc rồi này, các bạn cắt quả mận này, ép xem còn nước nào ra nước thì mình có thể đi phơi khô hoặc sấy khô để làm thành nước. Thôi bỏ đi được nhé.
mình rút mận nó ra hết rồi, nó chỉ còn cái xác thôi. Như bạn nào mà thích ăn dai dai bùi bùi thì cái vị này lại thấy ngon. Mình cho thêm một ít đường nữa, cho một ít ít gì nhỉ, cho ít gừng nữa vào cho các bạn đảo đều lên, xên lên thành mứt mận rẻ. Vớt bay vớt lên nước đi, keo lại thôi. Các bạn có thể ăn trực tiếp cái quả này nhé, thực ra nó cũng rất là ngon đấy, khi giòn giòn dai dai như là mứt dẻo vậy. Hoặc là bỏ đi nhé. Mình chỉ cần đun sủi khoảng 10 phút thôi thì mình hơi nước nó sẽ bay bớt đi, mình sẽ có được cái hỗn hợp mà keo keo một chút rồi. Khi nước nó sủi mình chỉ có đun khoảng 10 đến nhiều nhất là 15 phút thôi, để cho cái hơi nước nó bay bớt đi, để cho thành cái hỗn hợp nó keo keo đặc biệt một chút. Thì cái xí rô của chúng ta khi mà chúng ta làm đá bào hay làm những cái món ăn ấy thì nó sẽ đặc hơn ấy. Đây các bạn đừng đấy, mình xem xẹt rồi đấy, nghĩa là nó sẽ hơi xem xẹt rồi, không nhất thiết là phải đặc quá. Đợi cho nó nguội một chút xíu nữa nhé. Đây, để chuẩn bị này, các bạn đổ cho mình vào một cái nọ này. Đấy, nhìn nó hơi sền sệt đúng không? Và để cho nguội hẳn. Sau các bạn đậy nắp lại, cất ở ngoài trời hoặc là cất ngăn mát tủ lạnh thì tùy. Vì xì dầu này các bạn để ngoài trời được vài ngày tháng hoặc một năm. Mình làm như này rất là đảm bảo, không lo bị váng ấy. Còn muốn để vài năm này cất vào ngăn mát tủ lạnh. Khi mà các bạn làm đá bào, làm kem, làm bất kỳ các loại nước uống gì các bạn thích có màu sắc, các bạn cho thêm như này. Bạn có thể làm xì dầu dâu. Không thì xì dầu mận mùa này, đây các bạn nhìn nhé, cái hỗn hợp nó rất là ngon này, vị sền sệt này, đấy. Và đặc biệt là chua chua ngọt ngọt đấy, hơi chua một chút. Rất là thơm ấy. Đây là mình đã xong xì dầu mận nữa. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.